Đời vui khỏe với Princess Lifestyle là dược thảo dinh dưỡng chất lượng cao cho người luôn sống vui tươi trẻ thêm đẹp xinh. Cộng đồng luôn tin tưởng đến Princess Lifestyle, đem niềm vui cho mọi nhà là Princess Lifestyle. Kính chào quý khán giả trở lại với chương trình Talk Show. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ mở đường live và xin mời quý vị nếu có những câu hỏi liên quan về vấn đề bệnh lý, muốn đặt câu hỏi với bác sĩ Morita, xin gọi chúng tôi vào giờ này 714-893-3264, 714-893-3264, hoặc quý vị muốn order thuốc để mà được nhận được một cái lọ thuốc đông trùng hạ thảo được free đó thì cũng gọi vào giờ này 714-893-3264. Xin nhắc lại là khi quý vị mua trên 250 đồng thì chúng tôi sẽ gửi tặng ngay cho quý vị một chai đông trùng hạ thảo trị giá là 79 đồng của công ty Princess Lifestyle, 1-800-990-8319, hoặc là số điện thoại hiện giờ đang hiện ra trên màn hình của đài Lý Do Sài Gòn TV là 714-893-3264. Bác sĩ Morita đang chờ đợi để trả lời tất cả những câu hỏi về liên quan về vấn đề bệnh lý. Anh Hồng Khánh biết cách đây 2-3 ngày có chị ở cái vùng số 626. Dạ. Gọi điện thoại cho tôi nói, bác sĩ, anh Phạm Khánh nó mua 200 thì được tặng một chai đông trùng hạ thảo. Xong cái 5 phút sau cái nghe bác sĩ cô Lô Mê Linh nó 250. Cái nói là tôi nói là cái đó là cái cũ chứ mà cái mới. Cái cũ là Phạm Khánh nói cách đây cũng là năm ngoái năm kia vậy đó. Dạ đúng rồi, lúc đó 200. 200 bây giờ 250 thì với lại có một số người nói tôi order cái thuốc mà bên 300 nặng nhưng mà tôi chưa order bây giờ. Tôi đợi ngày nữa tôi order hỏi sao vậy chị? Để tôi được chai đông trùng hạ thảo. Bây giờ thì tới cơ hội rồi. Bây giờ được rồi, giờ tới bây giờ rồi. Bây giờ quý vị gọi vô chia sẻ thì chúng tôi như thường lệ thì chúng tôi cũng có những cái chương trình quà tặng. Đặc biệt là khi này là chúng tôi sẽ phát thưởng ở vùng Los Angeles. Tức là ở tiệm Home Express ở đường Gavi, thành phố Rosemith. Thành thử ra là khuyến khích những quý vị nào ở vùng Los Angeles, Rosemith, El Monte gọi vô thì chúng tôi sẽ có những phần quà tặng, đó là những loại dược thảo để gửi tặng đến cho quý vị, và chúng tôi sẽ tổ chức phát thưởng tại Home Express ở thành phố Rosemith, thì những rất là tiện lợi cho những quý vị nào ở vùng đó hoặc là đến nhận thưởng ngay giờ chúng tôi sẽ thông báo sau. Nhưng mà bây giờ cứ mỗi lần quý vị gọi vô chia sẻ những loại thuốc dược thảo mà quý vị đã sử dụng mà thấy có hiệu quả đó thì chúng tôi sẽ gửi tặng ngay cho quý vị một loại thuốc dược thảo, và sau đó chúng tôi sẽ liên lạc để hướng dẫn quý vị đến nhận tại tiệm Home Express ở thành phố Rosemith vào có thể là tháng tới. Như lại có những lúc chắc mai mốt cho mình làm ở nhận quà ở Đại Sương đó không các? Dạ đúng rồi. Ở trên đó thì từ từ chúng tôi sẽ lên đến nơi Đại Sương. Đại Sương hoặc là Hùng Express. Hùng Express trên đó cũng có luôn. Thì nói chung là cũng vòng vòng đó phóng thưa bác sĩ rất dễ dàng. Thì chúng tôi sẽ thông báo thời gian và địa điểm cho việc nhận thuốc quà tặng sau. Nhưng mà bây giờ thì quý vị có thể gọi vào công ty Princess Lifestyle để mà gọi vào số điện thoại của Lido Sài Gòn TV, đặt câu hỏi bác sĩ hoặc là chia sẻ những cái hiệu quả của những loại thuốc mà quý vị đã sử dụng đó, thì chúng tôi cũng sẽ có những phần quà tặng để gửi tặng đến cho quý vị. 714-893-3264, 714-893-3264. Ngày hôm nay thì bác sĩ Morita phần đầu đã trình bày chúng ta về thuốc, về cái loại thượng dược là đông trùng hạ thảo. Cái này mắc tiền lắm, bởi vì đông trùng hạ thảo rất là mắc tiền, và tùy theo cơ thể mỗi người ta uống vào thì ta thấy nó tác động lên cái bộ phận nào trong cơ thể. Nhưng mà nói chung đông trùng hạ thảo thì là nó có tác dụng, đó là tăng cường cái khả năng miễn dịch cho cơ thể, giúp tăng tuần hoàn, kháng độc, rồi thì là chống bú, giảm bớt những cái xâm hại đối với những cái cơ phận trong cơ thể như là gan, chai gan, vân vân. Và còn nhiều cái công dụng khác nữa thì tùy theo cái cơ thể của mình phù hợp của từng người khác nhau thế nào, chúng ta sẽ thấy được cái hiệu quả của đông trùng hạ thảo. Một lần nữa số điện thoại chúng tôi đang mở ra để xin mời vị gọi vô 714-893-3264. Tức là trong cái thời gian này đã, kính thưa quý vị, thì quý vị có thể mua bất cứ là thuốc nào của công ty, cái này 2 chai, cái kia 1 chai, cái nọ 3 chai, từng tùy theo mà quý vị mua làm sao mà cho được 250 đó thì quý vị sẽ được chai đông trùng hạ thảo, chứ không bắt buộc quý vị mua 6 chai hoặc là mua 9 chai một thứ, không phải vậy. Quý vị có thể mua 2 chai này, 2 chai nọ, 2 chai kia kết hợp lại làm sao mà quý vị cộng lại là đủ 250, là chúng tôi lúc nào cũng sẵn sàng gửi tới nhà cho quý vị một chai đông trùng hạ thảo, không có tính tiền shipping nữa. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Và chúng tôi xin mời vị thính giả đang chờ trên đường dây ạ. Alo. Hello. Dạ, xin mời chị đặt câu hỏi ạ. Hello, có phải ông
Tôi bác... Morita đúng nói không? À, tôi bác sĩ Morita đấy thưa chị. À tôi hỏi rằng là tôi uống thuốc cổ tốt lắm á. Dạ. Thuốc cổ là cái thuốc số 12 á. Dạ, cái T-Max tiểu đường đó phải không chị? À cái số 12 với cái số số 6 á. Dạ, cái BSK tiêm não hoàng. À với thuốc mắt, nó thuốc mắt ba cái. Trước á tôi đo đường là tôi đi bác sĩ ta là bảo là 8 chấm gì. Dạ. Tôi uống bây giờ xuống tôi còn có 5.8 à, mà dạ. Tôi uống một tôi uống thuốc tây. Dạ. À, 5.8 là bình thường. Cái mà số 6 thì tôi uống thì thấy nó mỡ xuống. Cái thuốc mắt tôi uống thì là tốt, rất tốt. Dạ. À mấy cái thuốc thuốc trí á. Thuốc bình trị, dạ, số 19, dạ vâng. Đúng, dạ. Rồi, à, chị biết công ty tôi lâu chưa vậy chị? Chị biết công ty Princess lâu chưa vậy? Chị biết công ty hàng thuốc của tôi lâu chưa? Tôi hay mua ở chỗ cùng hết rét á. Dạ. Vậy hả chị? Dạ vâng. Tôi chỉ biết á, dạ, tôi mua ở trong với mua thuốc ra ngày hay 100 mấy, 180 nè. Dạ, chị mua Rosemith ngay chỗ đường Rosemith đó phải không ạ? Dạ. Dạ. Rồi, chị... Thuốc của ông rất hay. Bây giờ chị có hay hay lắm. Dạ. Bây giờ chị muốn thuốc gì công ty sẽ biếu cho chị nè, chị muốn thuốc gì? Dạ, cho cái thuốc gì đó. Bây giờ công ty có thuốc số 12 chị tao chị uống nè ha. Rồi có thuốc bổ mắt cho chị nè. Tôi gọi hết rồi, cái gì thì cho tôi cái gì. Cái BSK cũng được. Chị muốn cái nào thì công ty chúng tôi cho chị một trong những cái thuốc mà chị vừa uống đó chị. Chị... Tôi uống mấy cái đó, tôi tốt thì tôi không biết là tôi hay uống bổ, tôi chuyên môn mua bổ, tôi uống bổ 3 năm nay rồi cơ, 4 năm nay, 5 năm nay rồi. Tôi uống cái đó, tôi như là đường 8 chấm vậy, tôi còn 6, còn 5 chấm đám à. Vậy tôi biếu cho chị một cái chai số 12 nha, cái chai thuốc T-Max cho tiểu đường đó. Dạ. Dạ. Để coi nếu mà tôi còn thêm nữa đó, đủ á, thì tôi biếu cho chị thêm một chai BSK tiêm não hoàng nữa. Cái thuốc mà chị uống nào để giúp cho chị giảm cholesterol đó. Dạ vâng. Dạ. Nhưng mà chị phải cho anh Phạm Canh số điện thoại với lại tên chị đó để chị liên lạc với anh Phạm Canh. Dạ. Hello. Dạ vâng, số điện thoại là số mấy ạ? Điện thoại tay là 626. 626 dạ. 213. 213. 44491. 4491 phải không ạ? Dạ, lấy là số số điện thoại, còn là số nhà là 626-350-3334. Dạ vâng, thì lấy sale được rồi. 2626-213-4491. À, xin lỗi ông tên gì ạ? Cô tên gì? À, tên Khiết. Tên Khiết, dạ rồi. Bác sĩ Morita sẽ tặng cho một cái... Số 12 ha. Rồi, ok. Dạ, dạ. Rồi, cảm ơn ông, anh chị đã gọi cô. Dạ. Dạ, xin mời vị thính giả kế tiếp ạ. Alo. Dạ, alo. Dạ, xin mời. Dạ, chào anh, tôi đang nghe đây anh. Dạ, dạ, bác sĩ Morita. Dạ, tôi đây anh. Dạ. À, dạ. À, cho tôi xin hỏi bác sĩ có thuốc gửi về Việt Nam được không vậy bác sĩ? Dạ, thưa được. Anh gửi khoảng chừng từ 1 tới 3 pound đó. Thì dạ. Khoảng chừng 20 đô anh. Gửi tới nhà, đem tới nhà cho anh luôn. Mà bên đây... Gửi thuốc về Việt Nam. Dạ, gửi về Việt Nam. Bên đây tôi đóng thuế cho anh luôn. Bên Việt Nam chỉ nhận thuốc thôi. Dạ. Dạ. À, tôi ở dưới 626 bác sĩ. Dạ, được. Anh chỗ đâu cũng được hết á. Anh chỉ cho tôi số điện thoại, cái địa chỉ bên Việt Nam. Với lại cái số điện thoại bên Việt Nam, cái tôi liên lạc, cái công ty liên lạc gửi về bệnh cái bên nhà... Trước khi nó giao cái, thuốc nó sẽ cái số gọi. Điện thoại cái số điện thoại ở Việt Nam với lại cái số số nhà như số nhà đó là tôi phát qua cho bác sĩ được không? Dạ thưa được anh phát qua cho tôi là, đi anh là chút xíu nữa tôi phát qua cho bác sĩ. Dạ để anh Phạm Khanh cho anh cái số điện thoại của tôi để anh phát qua cho tôi. Dạ. Dạ. À, bác sĩ à tôi muốn mua cái loại mà đau trị gan đó bác sĩ. Dạ. Đau gan nè. À, bệnh viêm gan. Một cái là đau bị thận nè. À, viêm gan với thận. À. Dạ, được anh. Dạ, với lại một cái là đau bao tử. Dạ, ba thứ. Dạ. Rồi. Với lại là ba thứ. Anh chút xíu đó, anh liên lạc với anh Phạm Khanh đó. Rồi, à. Rồi anh Phạm Khanh sẽ cho số điện thoại của tôi. Rồi anh text qua cho tôi. Anh nhắn tin qua cho tôi rồi tôi sẽ nhắn tin những người bên Việt Nam đó. Rồi số điện thoại bên Việt Nam tôi sẽ gửi về bệnh cho. Dạ, số điện thoại là 818-634-1706, 818
634-1706, đó là số trực tiếp của bác sĩ Morita đó. Vâng, vâng ạ. Dạ, cảm ơn ông. Dạ, chúng tôi xin mời vị khán giả kế tiếp trên đường line. Alo. Alo. Dạ, vâng. À, xin mời anh chị đặt câu hỏi với bác sĩ Morita. Dạ, em có câu hỏi bác sĩ. Em mỗi đêm, ban ngày thì em không có đau, mà mỗi đêm mà ngay chỗ cái lưng quần, cái thắt lưng á, em nó đau cứng hết luôn á, mà em ngủ không có được. Mà cứ mỗi lần ngủ giật mình vậy á, là nó đau cứng hết ngay chỗ cái thắt lưng. Và đi nào cũng vậy bác sĩ, em bị gì bác sĩ? Chị năm nay chị nhiêu tuổi chị? Dạ, em 50. Kinh nguyệt chỉ còn không chị? Dạ hết rồi. Hết nguyệt rồi phải không? Bây giờ có thể là dạ. chị bị thần kinh tọa đó chị ơi. Thì thường thường đau cho đó là bị đau thần kinh tọa đó. Nếu mà chị đau ngang cái thắt lưng của chị, hoặc là chị đau nó kéo dài xuống cái nhượng rồi xuống cái gót chân này kia đó, là cái đó là thần kinh tọa đó. Thì có gì chị liên lạc với tôi đi, tôi sẽ chỉ thuốc cho chị uống. Dạ, có cái gì sample bác sĩ cho em uống trước được không? Dạ được, bây giờ chị nói chuyện với tôi đi rồi tôi cho chị cái sample chị uống thử. Chị uống trước. Dạ. Dạ được. Dạ. 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 Cảm ơn chị. Bác sĩ bằng cách nào bác sĩ? Bây giờ chị cho anh Phạm Khanh số điện thoại của tôi đi. Rồi dạ. rồi số điện thoại của bác sĩ Morita chị ghi xuống nha, để liên lạc với bác sĩ là 818 634 634 1706. Ok, trước em cũng có hỏi một lần rồi mà cho số điện thoại gọi bác sĩ không có được, gọi hoài không được. Vậy bây giờ chị gọi lại nha. 818 634 634 1706. Dạ đúng rồi. Rồi chị nhắn tin cho tôi cũng được nữa chị gọi gọi okay, chị nhắn tin. Dạ, thank you chị. Rồi. Và thưa quý vị, thế đó là chương trình kiến thức dự thảo với bác sĩ Morita Lương Mỹ Linh và Phạm Khanh đến từ công ty Princess Lifestyle. Chương trình đến đây đã hết giờ rồi. Xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới. Xin chào tạm biệt. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình của chúng tôi. Xin chúc quý vị luôn luôn sống vui, sống khỏe và sống trường thọ với những sản phẩm của bác sĩ Morita.